làm từ tháng 5 đó các bạn ha. Đó các bạn trái nè. Tại sao trái trùng bò? Thì nó quay là giống trùng bò thì cái trái trùng bò thôi, chứ không lẽ giờ thì giống sầu riêng mỏng thon mà kêu trái gì sáo không? Đặc trưng trái là trái này á, là sổ nhị xong đậu, tỷ lệ đậu trái rất là cao do đặc tính của giống là. Vâng, chào các bạn trở lại với kênh của mình, và mình là kỹ sư Thái. À, nay mình ghé một cái vườn này ở trên Thạnh Nghĩa của Tân Châu, Tân Châu Tây Ninh. Thì đây là vườn sầu riêng tại trên Tân Châu, và nghịch vụ và giống là giống chuồng bò. Giống chuồng bò là như thế nào? Giống chuồng bò không phải là giống có con bò nha, giống chuồng bò là cái giống sầu riêng chuồng bò thôi. Thì như thế nào thì hồi mình coi cụ thể, tại vì những cái clip trước đây đã từng quay giống đặc trưng của giống lá này thế này kia, rồi đậu trái tròn, tỷ lệ đậu trái cao. Nhưng mà đây là vườn sầu riêng nghịch vụ ha. Và đương nhiên là quy trình của mình và mình cho các bạn tham quan ha. À, rồi đi cùng mình ha, tham quan thôi, không có bán thuốc gì đây nữa. Tại sao gọi là giống chuồng bò? Trong giáo trình nó có ghi là do sầu riêng này nó thế này thế kia, nó gần cái chuồng bò, rồi đặc tính giống thế này, rồi cái người mà phát minh ra nó cho nên người ta đặt tên giống. Nhưng mà bỏ qua cái vấn đề đó đi, thì đây là sầu riêng ở trên Tân Châu của Tây Ninh. À, đặc trưng nè, các bạn thấy cây gì kế bên không? Sau lưng hàng rào đó là cây cao su. À, cao su rất là to. Còn đây là cây sầu riêng kế bên ha. Nếu đất miền Tây thì đương nhiên nó không có cái này đâu nha. Đất miền Tây thì nó không có đâu. Đất miền Tây làm gì ai trồng cao su. Rồi một cái thứ hai nữa là đây là lá. Đặc trưng lá này như lá nhãn, nó cứ tặng tặng nắng nè. Nó cứ tặng tặng rồi nó không có phè. Đó, đặc trưng. Còn về sau, đây là trái ha, đây là trái. Trái chuồng bò. Đó, còn đây là trái chuồng bò. Thì đây là cây làm trái mùa đầu tiên của vườn này. Đây là trái mùa đầu tiên. Thì mình có chuyến lên mình ghé một lần cho biết, tại trước giờ mình chỉ bán thôi chứ mình không biết vườn này ở đâu. Nay mình lên mình biết là Tây Ninh này có sầu riêng. À, mà sầu riêng làm nghịch vụ nha. Có sầu riêng mà sầu riêng làm nghịch vụ. Nên nhìn mê lắm. Không nghĩ là trên Tây Ninh này là có sầu riêng làm nghịch vụ. Đậy mũ khuôn bắt lo, áp dụng quy trình làm nghịch vụ. À, mình hướng dẫn rồi làm ở trên này. Thì trái nè, bữa nay trái là trái trứng gà, trái trứng ngỗng đang vô phân nuôi trái. Với mình là như thế này là quá đạt. Tại sao lại quá đạt? Bởi vì thì Tây Ninh thì trước giờ có sầu riêng ở dưới Bầu Đồn, rồi Dương Minh Châu nè, Gò Dầu, rồi đâu nữa, Châu Thành. Còn nghĩ là lên trên này thì nó lại không nghĩ trên này là có ha. Trên này là có mà lại trồng nhiều nữa chứ. Trồng nhiều nữa các bạn, lại trồng nhiều. Thì nếu hiện tại trái như thế này đối với sầu riêng chuồng bò thì ổn rồi. Đậu trái dễ, trái nhiều. Đó, nhìn là thế này là mê rồi. Như đây hơi ngược nắng. Một cây trung bình khoảng 5-60 trái thôi. Đó, là lụm lúa rồi. À, đẹp ghê luôn. Trái xanh. Mục đích để quay video clip này là cho biết rằng Tân Châu có sầu riêng và làm nghịch vụ cùng kỹ sư Thái. À, chứ không có gì cả. Chứ không có khoe gì để bán thuốc nữa. Không bán thuốc đây. Bán đủ rồi. Đó. Thì bán đủ rồi. Cây thì ổn. Với mình là thật sự là cũng không tốt lành đâu các bạn. Tại mình có anh khách ở dưới Cà Lậy á. Rồi ảnh lãnh vườn này. Nghĩa là ảnh hợp tác với vườn này làm kỹ thuật. Đó. Ảnh hỗ trợ kỹ thuật vườn này. Và đương nhiên mình đang hợp tác với ảnh. Thì ảnh đẩy mình lên đây luôn. Đó. Nghĩa là ảnh đẩy mình lên đây. Và nay mình có mới thu xếp được. Mình chạy lên đây một chuyến. Để mình biết cái vườn nó như thế nào. Để cứ bán thôi mà không biết nó ra sao. Hiện nay mới biết nè. Ừ đây.
đất của Tây Ninh có trồng sầu riêng đó, và sầu riêng làm nghịch vụ. Còn ví dụ như làm thuận vụ vô tháng 11, 12 thì nó bình thường rồi, mà đây làm nghịch vụ. Tại sao? Thì mấy anh này mạnh tay lắm. Với mình nói mấy anh này cao thủ lắm. Mình hướng dẫn là một chuyện đúng không, còn chuyện làm đạt hay không đạt nữa. Chủ vườn này rất là đầu tư rất là bài bản về vườn, về thiết kế vườn, về hệ thống bát tưới, về đầu tư trái. Ồ, trái này nếu các bạn hỏi mình là làm vào tháng mấy thì cái này nè lại mũ vào tháng 5 âm lịch các bạn, tháng 5 âm lịch. Bữa nay là tính ra ngày á là nó rơi vào 10 tới tháng 9 dương lịch, thì nó ở dưới là khoảng mùng 8 tháng 8. Đang làm từ tháng 5 tới nay á, làm từ tháng 5 các bạn ha. Đó các bạn, trái nè. Tại sao trái trùng bò? Thì nó quay là giống trùng bò thì cái trái trùng bò thôi, chứ không lẽ giờ thì giống sầu riêng mỏng thon mà kêu trái ghi sáo không. Đặc trưng trái là trái này á, là sổ nhị xong đậu, tỷ lệ đậu trái rất là cao, do đặc tính của giống là pha đực, gọi là pha đực và pha cái sổ nhị cùng một lúc, nó không có lệch pha nhau. Ví dụ như ghi sáo trùng ghi sáo hay là mỏng thon nó sẽ có cái lệch pha ha, ghi sáo mỏng thon nó lệch pha thì dẫn đến mình phải hụt phấn chéo. Còn riêng đặc tính giống này gần như là nó tương đương, dẫn đến tỷ lệ đậu trái rất là cao, và trái này cũng rất là xanh. Xanh thì đương nhiên vô phun dinh dưỡng nó xanh, rồi cây sung cây tốt thì nó cũng xanh đó. Đó thì đây là vườn đẹp, quá đẹp, vàng lá trái. Hiện giờ đang gãy phân nuôi trái, quay qua quay lại thì khoảng 100 ngày là thu. Nếu tính ra các bạn trái 100 ngày mà trái này giờ 30 rồi, giờ còn tháng nữa thu chứ, còn 2 tháng nữa thu trái chứ nhiêu. Quá ngon đúng không? Quá đã luôn. Đó, còn cỏ này các bạn hỏi sao có cỏ? Phát không kịp. Cho nên đang phát đó, phát bên kia kìa, phát chưa qua kịp. Ha, à, đang phát để gãy phân được nữa. Ồ, mình mê quá các bạn. Ghé đây một lần cho biết sầu riêng chuồng bò ở Tân Châu, thành phố Tây Ninh, ở tỉnh Tây Ninh. À, có bạn bè nào trên này hú hới với cà phê cà pháo gì không? Mình à, có ai hú hới gì không? Rồi các bạn thấy con cành nè. À, quên, cây này cây 4 năm. Các bạn hỏi mình cây này cây mấy năm? Cây này cây 4 năm là làm mùa đầu tiên. À, cành nhánh trái nè. Đó. Tuyệt vời không? Còn về chăm trái vẫn giống như miền Tây ha. Vẫn gãy phân nuôi trái đồ bình thường, chăm trái bình thường. Đó, vẫn bình thường hết mọi thứ. Một cây này trung bình khoảng 5-60 trái là đủ vốn rồi. Đó. Thì sao nữa? Sao nữa nhỉ? Khoe đó, khoe là trên này có vườn, mà vườn mà làm trái nghịch vụ, quá đẹp. Rồi, chỉ vậy thôi các bạn. Mình đi một vòng tham quan vườn này. Còn vườn dưới kia nữa, thôi mình xin ngắt clip ở đây để mình đi quay vườn này thôi, quay vườn này trước ha. Quay vườn này trước. Nó chỉ quay vườn này trước rồi mình đi lên trên kia.